Xin chào tất cả các bạn quay trở lại với channel của mình và mình là CCA Channel. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tham gia một kèo Aerob. Chúng ta sẽ nhận được đồng Dinox, một cái token trong hệ sinh thái của tựa game Dinox. Đây là một tựa game cho phép chúng ta nuôi và nuôi trứng rồi là nuôi các cái con khủng long trong blockchain và sau đó chúng ta có thể ấp trứng cũng như là cho chúng đánh nhau. Đó. Đây cũng là một cái tựa game thuộc hệ NFT và chúng ta có thể chơi game để kiếm tiền nhé. Hiện tại thì tựa game này nó đang trong quá trình hoàn thiện nên anh em có thể tham gia, chúng ta có thể tìm hiểu và tham gia sớm để các bạn giành cái lợi thế ở đầu game. Ok, và tham gia với video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tham gia một kèo Aerob, chúng ta sẽ nhận được cái đồng Dinox, một cái đồng coin nằm trong hệ sinh thái của tựa game này. Thì đầu tiên các bạn sẽ cần nhấn vào đường link mình sẽ để dưới phần mô tả của video. Sau khi nhấn vào đường link, các bạn sẽ nhấn vào nút Start để chúng ta bắt đầu chat với bot. Thì mình sẽ đọc qua thể lệ. Với cái thể lệ đây thì tổng giải thưởng sẽ chia đều là 5.000 đô quy ra cái đồng DNXS, DNXC. Và mỗi người sẽ giành được là 5 đô. Dành cho 900 người may mắn ngẫu nhiên thì mỗi người sẽ giành được 5 đô. Và top 50 người có cái lượng rep nhiều thì sẽ nhận được mỗi người 10 đô. Rồi thì đây các bạn sẽ nhấn vào Continue để chúng ta làm tiếp các nhiệm vụ. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn cần phải làm đó là chúng ta sẽ follow Twitter, retweet bài đăng và tag 3 bạn bè. Thì chúng ta sẽ mở trang Twitter ra. Ok, các bạn sẽ nhấn follow. Đấy, đây cũng là một cái dự án rất là tiềm năng nhé. Một cái tựa game khá là tiềm năng đấy. Đó, thì các bạn sẽ follow. Sau đó chúng ta quay lại trang chatbot. Các bạn nhấn vào cái phần pin post. Rồi các bạn mở ra. Thì nó sẽ chuyển chúng ta đến cái bài mà chúng ta sẽ cần retweet. Rồi. Thì các bạn sẽ tiến hành chúng ta thả tim này. Sau đó các bạn sẽ nhấn vào kích vào cái biểu tượng này. Chúng ta nhấn vào phần quote tweet. Ở đây thì các bạn sẽ cần phải lấy 3 bạn bè. Bằng cách là chúng ta sẽ gõ ở trên phần tìm kiếm. Các bạn gõ ký tự ngẫu nhiên để tìm bạn bè chúng ta tác thẻ. Hoặc nếu không ấy, thì các bạn có thể là follow cái kênh Twitter của mình. Bằng cách chúng ta sẽ gõ cái username của mình vào ở trên phần search Twitter để chúng ta tìm kiếm và follow kênh Twitter của mình. Sau đó các bạn sẽ có thể tag cái thẻ, tác thẻ mình vào. Đó, hoặc là các bạn sẽ vào phần tweet và reply. Thì đây mình sẽ thường xuyên tag thẻ một số bạn bè ở dưới này này. Mình sẽ lấy những cái bạn bè mà mình thường xuyên tag thẻ nhé. Đó, 3 bạn mà mình thường xuyên tag thẻ. Ok, sau đó mình sẽ sao chép, mình dán vào đây. Dán vào cái bài cần retweet. Và chúng ta lướt xuống phía dưới, các bạn nhấn vào phần tweet là xong. Như vậy chúng ta đã hoàn thành xong nhiệm vụ thứ 2. Nhiệm vụ thứ đầu tiên, ok. Và tiếp theo nhiệm vụ thứ hai chúng ta sẽ join vào kênh Discord. Ok, các bạn sẽ tiến hành mở trang Discord ra. Ở đây thì các bạn sẽ nhấn vào phần chấp nhận lời mời nhé. Các bạn nào mà chưa đăng ký tài khoản Discord thì chúng ta có thể đăng ký với cái tài khoản bằng email. Rồi, sau đó các bạn quay lại trang chatbot, chúng ta join tiếp vào làm tiếp nhiệm vụ thứ ba, đó là join vào kênh Telegram quảng cáo. Chúng ta sẽ vào kênh Aerob Inspector. Rồi sau khi join vào xong chúng ta sẽ quay lại trang chatbot. Nhiệm vụ cuối cùng là các bạn sẽ follow cái kênh Twitter, like và retweet bài đăng. Rồi ok, kênh này sẽ là cái kênh quảng cáo chắc là của Aerob Inspector, đúng rồi. Đây chúng ta sẽ tiến hành, các bạn lướt xuống ở phần phía dưới nhé. Các bạn sẽ tìm có cái bài có cái biểu tượng này này. Đó, rồi chúng ta thả tim và sau đó các bạn sẽ nhấn vào phần retweet. Ok, và retweet bài này thì nó không yêu cầu chúng ta phải tag thẻ. Ok, như vậy chúng ta đã hoàn thành xong. Bây giờ các bạn sẽ nhấn vào phần Submit My Detail. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành điền link Twitter của chúng ta. Bằng cách các bạn vào trang Twitter, các bạn vào phần Profile. Và chúng ta sẽ copy cái username Twitter của các bạn. Rồi các bạn sẽ dán vào đây nhé. Chúng ta nhấn vào phần Enter. Tiếp theo là username Discord. Các bạn sẽ vào lại trang Discord. Chúng ta sẽ thấy ở cái biểu tượng chat ấy, sẽ có một cái phần username ở đây của chúng ta. Thì các bạn sẽ copy cái cả phần username và cái phần cái dấu thăng này nữa. Đó, cái dấu thăng, cái chữ số này này. Đó, copy xong thì các bạn sẽ dán vào đây. Chúng ta enter. Tiếp theo, ở đây các bạn nhấn vào Done, yes. Rồi, cuối cùng là các bạn sẽ cần điền địa chỉ ví ERC20 của chúng ta trên ví Trust Wallet hoặc là ví MetaMask. Thì đây mình sẽ sử dụng ví MetaMask nhé. Ok, mình sẽ sử dụng ví MetaMask. Còn nếu bạn nào dùng trên điện thoại, chúng ta có thể lấy ví Trust Wallet. Đây thì các bạn có thể chọn mạng Ethereum. Rồi các bạn copy và chúng ta sẽ dán vào đây. Rồi các bạn nhấn Enter.
Đó thì nó sẽ cho chúng ta một cái đường link rep. Thì bây giờ các bạn có thể chia sẻ đường link rep này cho bạn bè của chúng ta tham gia để chúng ta có thể nhận thêm cái đồng token. Bạn có thể nhấn vào phần Statistics để chúng ta xem thêm các cái chi tiết về cái số rep này, rồi cái lượng số dư của chúng ta. Đó cũng như tất cả các thông tin của chúng ta ở đây. Rồi. Đó thì cơ bản là cái kèo Erop này làm khá đơn giản, chúng ta đã làm rất là nhiều rồi. Ok, và video của mình kết thúc ở đây. Nếu bạn thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên cho mình một like, một subscribe để ủng hộ kênh của mình. Và đừng quên là ấn vào nút chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất mà mình thường xuyên chia sẻ trên kênh. Đó, các bạn sẽ nhận được những cái thông báo mới nhất để các bạn tham gia được các kèo Erop và các kèo kiếm tiền online mà mình thường xuyên chia sẻ. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.